Chào quý anh chị và các bạn, chúng ta đang đến với bài tập nốt. Bài tập này chúng ta phải lượm bỏ túi luôn, tại vì những nốt rất là dễ và ai cũng có thể đánh được bài hát này. Bài hát mang tên là Happy Birthday. Đây gọi là xích nhạc khóa son nè anh em ạ. Quý anh chị bạn thấy nhịp 3/4 không ạ? Số 3/4 nè, là chúng ta đánh theo điệu van nhịp 3/4. Bùm, chát, chát. Đây là dấu coda. Ở phần phía đầu câu này không có nốt, không có dấu dáng, không có dấu thăng hoặc dấu dáng gì hết. Thì chúng ta sẽ biết là đây có thể đánh ở giọng là giọng đô trưởng hoặc là la thứ. Nhìn ở phần cuối, nốt ở cuối bài chúng ta thấy là nốt đô. Vậy thì chúng ta hiểu được đây là giọng trưởng, là giọng giọng đô trưởng. Nốt đô là đô trưởng. Ok. Còn nếu mà nó la là la thứ nha. Bài này thì đánh theo giọng đô trưởng khá là dễ. Anh em mà chưa có cái giáo trình những cái nốt này thì có thể download tại trang web là guitarkhanh.com. Hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, anh em có thể tập đàn được. Hoàn toàn miễn phí. Anh em lượm bỏ túi luôn đi nha. Download về rồi cùng giỏi cho chúng ta tập nè. Đó. Bây giờ anh em sẽ thấy rằng, đúng không? Chúng ta sẽ đánh nốt ở 3/4. Nốt này rất là quan trọng luôn, chứ không hề đơn giản đâu anh em. Như vậy thì Khánh sẽ hướng dẫn để hỗ trợ cho anh em đánh được nó tốt nhất. Ví dụ chúng ta có thể chạy bass. Mỗi ngày nó sẽ giúp chúng ta luyện ngón được tốt nè, quen những cái nốt nè. Hoặc là chúng ta có thể là đánh fingerstyle kèm theo bass. Ví dụ đây là hợp nốt C của hợp âm son trưởng thì chúng ta kèm theo bass son. Tập nốt rất là tuyệt vời. Anh em tập bài này nha. Lấy đàn ra, tập chút xíu nào. Đến với câu đầu tiên. Son son là chúng ta đánh nhanh nè. Son là nhịp chân xuống và lên. Son son đọc nốt nè. Chia nhỏ ra từng đoạn để đọc. Sau này anh em hiểu rồi đó. Chúng ta gặp xích nhạc chúng ta chia nhỏ ra chúng ta đọc. Rất là tuyệt vời. Giống như câu chuyện bó đũa là chia nhỏ ra tập là tập được hết nha. Son 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 la son do si. Mọi người thấy đâu, nốt si nó là nốt trắng đơn nên chúng ta nhịp nó ngân ra hai nhịp si rồi chúng ta mới đánh tiếp. Còn son son ở đầu câu đó là chúng ta đánh nhanh. Rồi đánh nào. Nha. Son dây ba buông nè. Son son la son do si là dây hai buông. Kèm theo nốt bass nè. Si si nha. Si dây hai và dây sáu nè. Làm lại. Thêm ngón cái và ngón nè, ngón cái và dây số 2 nè, nó đô nè. Sau này chúng ta finger style như là sắp ngón nó dễ. Ok, tiếp theo. Son. Mọi người thấy những cái nốt lặp đi lặp lại thường xuyên nó sẽ dễ vậy đó. Son son son. Đây. Son dây 3, son 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 dây 1. Mi do si la. Đó. Tới đây chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta cái nhịp nó khá là đơn giản. Ví dụ thật ra nó lạ đây, chúng ta học cái hợp âm pha vô đây, hợp âm pha trưởng nè, chúng ta kết hợp đây được để sau này chúng ta hiểu rằng cái nốt này tới đây nó có hợp âm pha thì chúng ta kết hợp thêm bass ha. Ok. Fa fa mi do re do. Anh em đừng xem thường những cái nốt này, cao thủ cũng phải tập thôi.
họ tập rất nhiều lần tại chúng ta không thấy. Nên là mỗi ngày chúng ta tập 5 phút, tập bài này bỏ vô túi nha, làm lại một lần là chúng ta đến với điểm hát hay của Khánh nha, sắp đúng vị trí của nó, làm lại nè. Rồi chúng ta đánh một lần nữa là hết, gập dấu quay lại thì đánh một lần nữa là xong, dễ không có khó. Rồi ok hen, đó cứ kiên nhẫn tập nốt đi, mọi người sẽ thấy ra hiệu quả vô cùng. Rồi bây giờ chúng ta đến với điểm hát. Điểm hát thì chúng ta sẽ thấy cái phần này á, là chúng ta phải canh cái chữ để chúng ta hát vào. Ví dụ happy birthday là chúng ta hát vô, birthday là chúng ta qua đánh bass. Happy birthday to you. Happy birthday là vô đây hay bát đô này, nốt đô này. Đô này là đô này là đô. Nốt bát. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Để tập này nó còn dễ hơn nữa là anh em phải biết chuyển hợp âm. Đó. Từ đô trưởng sang son trưởng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là bùm chắc chắc là nhịp 3 4. Chúng ta có nhịp đều 3 nhịp ha, rồi chuyển một hợp âm. Thì cái chắc chắc này Khánh để tay vô để cho anh em nghe tiếng dừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Để pha trưởng nè. Bát 4 nè. À, chặn 2 giây. Giây 3, giây 4. Đây là clip dành cho anh em mới tập. Nên nó dễ. Happy birthday to you. Ok. Như vậy thì cái nhiệm vụ mọi người thấy mà chúng ta chuyển hợp âm cũng như là luyện ngón mỗi ngày. Đó. Tại sao Khánh làm những cái phần mà liên quan tới những cái bài nó cơ bản như vậy? Trên thực tế được thì có rất là nhiều anh em đã gửi cái câu hỏi đến cho Khánh là tập hoài mà nó không tiến bộ. Tại vì những cái cơ bản này các anh em không tập. Những cái cấu tạo nốt mà hướng dẫn như vậy nè, nó liên quan tới cái việc mà chúng ta tập fingerstyle kèm bass, những cái nốt cơ bản đọc xích nhẹ nha. Sau khi chúng ta đọc những cái nốt này quen rồi đó, chúng ta biết à nốt nào là nằm ở dây nào, dây nào đó, nó cao nó thấp đó. Khánh mới làm những cái cơ bản như vậy thì anh em mới hiểu được, hiểu được. Vậy ngày xưa Khánh đi học là thực sự là giáo viên cũng không dạy kỹ như vậy đâu, không dạy kỹ như Khánh đang làm đâu. À, nên anh em tập cố gắng. Ok, dễ thôi. Ai cũng sẽ tập được guitar. Mọi người có ý kiến thắc mắc comment bên dưới. Anh em nào mới xem, bấm subscribe kênh và bấm like để ủng hộ kênh nha. À, hẹn gặp lại và chúc anh em tập đàn được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.